Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. 6 thực phẩm phụ nữ cần tránh nếu đang muốn thụ thai. Chị em nên hạn chế ăn những loại thực phẩm dưới đây nếu đang có ý định mang thai. 1. Nước ngọt có ga. Các loại đồ uống có ga, nước soda, nước tăng lực đều có hàm lượng đường rất cao. Khi uống sẽ làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Đây là loại đồ uống cần phải loại khỏi thực đơn hàng ngày nếu chị em đang có ý định mang thai. 2. Đồ uống có cồn. Rượu, bia có liên quan trực tiếp đến nguy cơ sảy thai và sinh non. Cả vợ và chồng sử dụng nhiều đồ uống có cồn cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh con, khiến phụ nữ khó thụ thai. 3. Cà phê. Chất cà phê in trong cà phê có khả năng cản trở việc hấp thụ sắt. Trong khi đó, sắt là loại vi... 3. Cà phê. Chất cà phê in trong cà phê có khả năng cản trở việc hấp thụ sắt. Trong khi đó, sắt là loại vi chất cần thiết trước và trong thai kỳ. Để tốt cho sức khỏe, chị em nên từ bỏ loại đồ uống này trước khi mang thai. 4. Những loại cá có hàm lượng thủy ngân cao. Các chứa nhiều omega 3 rất tốt cho sức khỏe phụ nữ. Tuy nhiên, một số loại cá như cá ngừ, cá bơn, cá kiếm, chứa nhiều thủy ngân lại không phù hợp với những người có ý định thụ thai hoặc đang mang thai. Thủy ngân có thể làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Mẹ ăn nhiều cá chứa thủy ngân trước khi mang thai có thể làm tích tụ chất độc trong cơ thể và ảnh hưởng đến thai nhi sau này. 5. Thực phẩm sống. Thịt sống, hải sản sống, trứng sống có thể chứa nhiều vi khuẩn như Salmonella, Coliform hay các loại ký sinh trùng. Khi đi vào cơ thể, chúng có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng tới thai nhi. 6. Thịt chế biến sẵn. Các loại thịt chế biến sẵn, thịt muối, thịt sông khói, thịt hộp, tiện lợi, dễ sử dụng nhưng không tốt cho sức khỏe. Các loại thịt chế biến sẵn như thịt hun khói dễ nhiễm vi khuẩn Listeria nguy hiểm tới sức khỏe. Các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra khuyến nghị, nếu bạn muốn ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn, hãy làm nóng chúng cho tới khi bốc hơi để diệt vi khuẩn. Quý vị thân mến, bản tin sức khỏe của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.